Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Hôm nay làm như thời tiết các bạn, con người cũng như là hội đủ cái lý do mà mình háo hức kể những câu chuyện ma các bạn. Nó bắt đầu nó có cái sự rùng rợn. Ngày hôm nay là trời mưa quá lớn, mưa gió bão bùng. Các bạn thấy từng quay ánh sáng vậy thôi chứ ngoài trời đen thui. Phải nói là rất phù hợp để kể những câu chuyện tâm linh. Chuyện tâm linh đối với Tân nó không giống những nơi người khác hay những nơi khác. Chuyện tâm linh nó bao gồm những chuyện ma, quỷ, những chuyện huyền bí, huyền thuật, những câu chuyện mà chứng yểm, nó phải có nhiều. Để cho người ta biết tới nhiều cái loại bùa ngải nó khác nhau. Chứ không phải là chỉ có những cái bùa căn bản và cơ bản mà các bạn nghe rất là nhiều ở khắp nơi. Cứ hễ nhà nào mà bị chứng yểm là ta gọi là bùa na lỗ ban, hoặc là ngải Thái, hoặc là ngải Indo, ngải này ngải kia. Nhưng mà thực chất ra đó, có rất nhiều loại bùa ngải đã tồn tại hàng ngàn năm. Nó trải qua 4-5 ngàn năm hay là 10 ngàn năm là chuyện bình thường. Cho nên là câu chuyện Duyên Thầy Pháp của bác để lại rất là nhiều điều để chúng ta học hỏi. Thì câu chuyện ngày hôm nay Tân nghĩ rằng là các bạn sẽ học được thêm nhiều nữa về những câu chuyện ma thời xưa. Thì vào cái thời điểm này các bạn, bác cũng là một thầy Pháp được gọi là có tiếng tâm. Nhưng mà bác làm việc theo chuyện hữu duyên, nên là bác không đi tìm khách mà cái duyên nó tìm đến mình để mà mình giúp cho người đời. Thì các bạn biết đó, cũng giống như bao nhiêu người làm về chuyện tâm linh, nếu mà thu tiền, tính tiền thì đó là việc không đúng. Đi làm tâm linh là làm phước, làm cho người ta thoát được cái khổ nạn của người ta. Cũng như Tân kể chuyện thì không bao giờ Tân để donate. Tại vì để donate là người ta sẽ bỏ tiền cho mình. Có người bỏ nhiều, có người bỏ ít, tùy lòng hảo tâm. Nhưng cái đó không có được trong cái ngành làm nghề tâm linh. Thà mình buôn bán cái gì đó người ta mua, ủng hộ mình, có qua có lại thì ok. Chứ nhận không của người khác thì không có đúng đạo. Thì bác cũng vậy. Khi bác làm những cái gì đó liên quan đến tâm linh, như là làm việc trừ tà hay là coi quẻ, bói toán, thì bác không lấy tiền không, mà bác giúp người ta bằng cách bác bán này bán cái kia. Và đầu tiên là bán giấy tiền vàng bạc. Thực ra nghe cái từ giấy tiền vàng bạc thì người ta sợ lắm. Người ta nghĩ rằng là nhà phải có tang lễ, hoặc là phải có giỗ quẩy, hoặc là như thế nào đó người ta mới cúng. Nhưng mà thực chất ra trong đời sống tâm linh đó các bạn, người ta mua giấy tiền vàng mã thường xuyên. Nhiều khi ngày đó lãnh lương, cảm thấy thích thì người ta đi mua một cái vật gì đó đốt cho ông bà. Hoặc là người ta mua tiền để người ta gửi xuống dưới cho người thân mình, theo cái quan niệm tâm linh của người châu Á. Chứ không nhất thiết phải là cái ngày gì đó. Cũng giống như mình tặng hoa cho người yêu, hay là mình dẫn người yêu đi mua quà, thì mình cũng đâu cần ngày đâu. Tự nhiên mình thích thì mình tặng thôi, thấy không? Thì người thân của mình mà, những người để lại cho mình kỷ niệm mà, thì mình nhớ về họ thì mình tặng. Vậy là bác giúp đời, giúp người, mà bác cũng kinh doanh làm ăn được. Thì vào lúc đó bác được với lời mời. Lời mời này là đi qua quận 11. Thì đi qua bên đó là cũng để đàm đạo, uống trà. Và bắt đầu bác chơi thân với trong giới thầy Pháp của người Hoa vào những thời kỳ đời đầu ở đây. Đời đầu có nghĩa là họ là những cái người mà xây dựng lên rất là nhiều những câu chuyện, và họ va chạm nhiều thứ, cũng như là họ gỡ bỏ những cái bùa ngải phong kiến ngày xưa. Chứ còn đời đầu không phải là những người mà đầu tiên đặt chân làm thầy Pháp đâu. Tại vì cách đó 4-5 ngàn năm trước là đã có người Trung Hoa họ đi khắp nơi rồi. Họ đã hành nghề thầy Pháp rồi. Thì bác bắt đầu giao lưu để học hỏi, để biết về những cái loại bùa này, bùa ngải kia. Vì có những loại bùa mà nếu như không viết đúng thuật ngữ của đạo giáo đó thì nó không có linh nghiệm. Thì lúc này bác mới qua được quận 11,
để uống trà với một vị thầy Pháp cũng là người Hoa. Thì vị này đó các bạn vẫn còn khá trẻ, vẫn còn khá trẻ vào thời điểm đó, mà vị này là một trong những cái đời thứ 8 của gia đình thầy Pháp mà chuyên môn đi tìm những cái nơi nhà ma để mà chứng yểm. Đây là cái duyên, cái nghiệp của từng người thầy Pháp khác nhau. Có người chỉ làm đám ma pháp sự, nhưng có người sinh ra là để đi tìm những ngôi nhà bị ám khí, bị ma khí để mà người ta chứng yểm. Cái nghiệp của người ta rất là nặng, người ta mới làm cái đó. Tại vì sao? Có những linh hồn rất là dữ, một khi đã va chạm phải đó là vong mạng. Cho nên người thầy Pháp phải luôn luôn trau dồi và luôn luôn nhớ cái nghề của mình, gặp gỡ nhiều thầy Pháp khác để học hỏi. Thì bác qua đây, bác làm quen với lại cái người thầy Pháp đó, thì bác cũng hỏi người ta về những cái kinh nghiệm cũng như là những cái câu chuyện mà người ta đã va chạm. Thì cái người thầy Pháp này đó mới nói với bác là lần ngày đầu tiên mà về tới quận 11, là tại vì ngày xưa họ cũng ở một cái quận khác. Thì về đây là họ nhận được một cái pháp sự. Thì cái pháp sự đó là cũng làm tang lễ thôi. Thì tang lễ của người Hoa khác với người Việt có những điểm khác nhau. Thì khi cái người thầy Pháp đó đi làm pháp sự tại cái nhà đó, trong một con hẻm ở quận 11, thì người đó mới nghe kể về một căn nhà khác ở đầu hẻm. Thì căn nhà đó ngày xưa là của hai vợ chồng cũng là người Hoa, và hai vợ chồng này á là mở tiệm cơm chay. Thì tiệm cơm chay này á nó có tên là Toàn Trang. Thì mọi người đi ngang đều nghĩ rằng người chồng tên là Toàn, người vợ tên là Trang. Thì mở cái tiệm cơm chay Phúc Đức để mà cho những người ta không có nhu cầu ăn thịt, người ta vào đó người ta ăn đồ hữu cơ, đồ chay thuần để mà người ta tu tập. Thì cái điều này là điều tạo phước các bạn. Nhưng mà căn nhà này hầu như là rất ít người lui tới để mà ăn. Và chỉ có một điều mà cả xóm người ta đều cảm thấy kỳ lạ, là căn nhà này vào ban đêm người ta thường nghe tiếng rên và những cái tiếng la hét ở trong căn nhà. Nhưng cái tiếng la hét này nó không có ồn, nó không phải là cái tiếng la hét cãi lộn như mình nghe người với người cãi nhau, mà cái tiếng la hét nó nghe văng vẳng ở trong gió, mà làm cho người ta không khẳng định được đó phải là tiếng la hét hay không. Nhưng mà người ta vẫn nghe được cái đó trong gió, mặc phải một người mà nhiều người. Thì trong một lần có một người trong xóm người ta đi làm về khuya, vào thời gian đó các bạn, tầm 11, 12 giờ là rất khuya. Tại vì cái thời gian trước đây các bạn cũng biết là thời kỳ của bác đó, thì cái việc vui chơi giải trí đó nó hầu như rất ít. Chỉ có những người giàu có thì họ mới đi vô vào cái gọi là vũ trường. Ngày xưa còn có cái vũ trường đêm màu hồng đó. Đó các bạn biết không? Nó gọi là vũ trường, chứ không phải là club hay là búp hay là bar, những từ mà bây giờ giới trẻ ta sử dụng. Nó gọi là vũ trường. Còn những người lao động thuần thì họ đi làm về rất là sớm, dùng bữa cơm gia đình, nghỉ ngơi để sáng mai lao động. Cho nên là cái khoảng thời gian từ 10, 11, 12 giờ là khoảng thời gian rất là vắng người. Mà cộng với quận 11 thời điểm đó nữa là cũng gọi là nó hẻo lánh dữ lắm. Thì cái người đó đi làm về khuya thì có thấy một hiện tượng rất là kỳ. Đó là trước cửa cái tiệm cơm chay Toàn Trang này đó, là có một người đàn ông đứng ở đó, và người đàn ông này đứng trong tư thế bất động và quay mặt vào trong cửa. Bất động và quay mặt vào trong cửa. Thì cái người đi về đó họ cảm thấy không ổn, thì họ mới dòng ngược trở ra, họ coi có phải là ăn trộm ăn cướp hay là gì không. Bạn thử nghĩ đi, mình đi về sớm của mình, đi về nhà của mình, quẹo vô, mình thấy căn nhà của bà con hàng xóm mình có cái thằng nào nó đứng, mà nó đứng yên một chỗ, nó nhìn vô cửa. Mình đi ngang nó không nhìn mình, nó cũng không động đậy gì hết. Thì liệu nó có bình thường không? Chắc chắn nó không bình thường, phải không? Thì thời đó mà mình không có điện thoại nữa, thì cái việc duy nhất là mình quay ngược trở ra, mình coi như thế nào. Nếu thấy bất ổn thì mình đi tới công an phường mình báo luôn. Đó,
Thì đó cái việc cái người mà nhìn thấy cái chuyện đó họ quay ngược trở ra, thì khi quay trở ra thì họ không có thấy người đàn ông đó đứng nữa. Thì cái sự việc đó nó cứ kể trong xóm dần 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 cho đến khi một ngày thì cả hai vợ chồng ở cái tiệm cơm chay này đều chết. Nhưng mà cái lúc chết thì không có mời cái vị thầy pháp trẻ mà đang kể câu chuyện cho bác nghe, mà là mời một bên khác tới để mà làm cái việc tang lễ. Thì mới phát hiện ra một vấn đề. Cái căn nhà là mà làm cơm chay này đó là lâu nay là hai vợ chồng này thuê mướn, chứ không phải là nhà họ mua. Cái nhà đời chủ gốc đó thì họ không ở trong quận 11 mà là họ ở nước ngoài. Họ cho hai vợ chồng người Hoa này mướn để làm tiệm cơm chay. Thì cái điều kỳ lạ ở chỗ là sau khi hai vợ chồng này mất đó thì không được làm đám ma ở trong cái nhà của người ta, mà phải mướn nhà tang lễ ra ngoài làm. Cho nên là ít người trong xóm biết được cái chuyện đó. Chỉ có những người cao tuổi lắm rồi người ta mới biết rằng là cái người chủ nhà đã dọn đi nước ngoài từ lâu rồi, căn nhà này chỉ để cho mướn thôi. Thì người ta mới leo lên gỡ cái bảng hiệu toàn trang xuống. Khi mà gỡ bảng hiệu toàn trang xuống thì người ta thấy một cái bảng hiệu làm bằng đá. Thật sự ra đó, vào thời xưa đó các bạn, nếu các bạn để ý Sài Gòn mình nó có những cái nhà mà cái xi măng nó được khắc cái dòng chữ, ví dụ tiệm bánh, thu lễ gì đó, thí dụ vậy. Nhưng mà họ đục trong đá luôn. Hồi xưa nó là như vậy. Thì khi mà gỡ cái bảng hiệu toàn trang xuống, ta thấy một cái bảng hiệu bằng đá được gỡ để là tiệm thuốc Toàn Trang. Có nghĩa là trước đó cái tiệm cơm chay Toàn Trang này là một tiệm thuốc cũng tên là Toàn Trang, cũng là người Hoa. Thì một sự trùng hợp nó làm cho người ta cảm thấy lạ. Và sau khi hai vợ chồng bán cơm chay đó mất đó, thì từ đó về sau cái người trong xóm này thường xuyên thấy có những bóng linh hồn ra vô ở trong cái nhà đó. Và người ta không biết cách nào để mà người ta liên hệ được với cái người chủ để mà người ta báo. Nhưng mà hầu như người chủ cũng không quan tâm căn nhà này. Thì cho đến khi nhiều người bắt đầu người ta nhìn thấy những cái hồn ma ra vô nhà này nhiều quá. Bắt đầu những hồn ma nó đói mấy bạn. Nó đói thì nó thường xuất hiện ở trong cái xóm này nó xin ăn. Nó xuất hiện trong cái xóm nó xin ăn. Thì cái hình thức xin ăn của nó đó là cứ hễ nhà nào mà mở cửa mà nó nhìn vào những cái nhà đó mà không có tượng Phật để hay tượng thờ để bên ngoài đó, nó sẽ vào trong nhà nó làm đủ thứ hết trơn á. Có người bị chết mèo, có người bị chết chó, và đầu tiên là chuột. Chết nhiều nhất là chuột. Thì cái sự việc nó cũng chưa đi đến đỉnh điểm khi mà cái người thầy pháp đó đang làm tang lễ đó, cái ông đó đó, thì cái ông mà chết đang làm tang lễ đó là ông bị hù mà đứng tim chết. Là ông thấy ma, ông bị đứng tim, ông chết. Lại người nhà ông nói như vậy. Chứ còn ông bình thường thì khi đi khám nghiệm như thế nào đó thì người ta nói là ông bị hoảng sợ một cái điều gì đó mà ông đột tử ông chết. Thì chỉ cũng nhìn thấy ma trong cái hẻm đó thôi. Thì cái người thầy pháp mà người Hoa mà đang kể câu chuyện cho bác nghe đó Mới cảm thấy lạ. Thì người này mới đi ra cái căn nhà đầu hẻm coi. Thật sự cái chuyện đó không ai nhờ, không ai nhờ người thầy pháp đó hết. Nhưng mà cái nghiệp của ông này là phải đi giải quyết những căn nhà như vậy. Mà khi ông nghe xong đó, ông rất là mừng. Thì cái việc mà đi làm pháp sự đám tang ông không thích. Ông thích đi giải quyết những căn nhà có ma ám, mà càng nhiều ma ông càng khoái. Ông ra ông coi, ông nhìn lên bảng hiệu. Ông mới lấy trong cái giỏ ông ra một cái bàn La Kinh. Thì bạn biết bàn La Kinh là gì rồi, nhưng mà Tân sẽ giải thích lại. Bàn La Kinh nghĩa là la bàn kinh dịch, bất cứ thầy pháp nào cũng sẽ có, để họ coi cánh cửa cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, hướng này có tốt hay không, có phải là cái cung này là cung cát hay là đại hung hay là đại cát, thì người ta phải vô người ta coi mới biết. Thì khi mà cái người thầy pháp nó đi vô coi, thì thầy pháp mới đi ra. Người thầy pháp mới nói rằng là cái nhà này là một cái nhà bị ma ám, mà cái người chủ đầu tiên của cái nhà này đó là cái người nuôi ma. Nhưng mà họ nuôi với cái việc là họ làm phước, nhưng mà do tuổi cao sức yếu
cho nên là họ không thể nuôi được nữa, họ buộc phải bỏ cái của cải này họ đi. Và cái của cải này á, là họ không thể nào họ bán được, à, tại vì cái căn nhà này là nhà của ma. Thì cái chữ toàn trang đó các bạn, không phải mình hiểu lúc đầu đó thì là cái bản hiểu mình mà người dân người ta tưởng là người chồng tên Toàn, người vợ tên Trang, nhưng mà không phải. Cái chữ toàn trang à, ở trong cái người Hoa đó, trong cái cộng đồng mà thời xưa đó, cái chữ toàn trang là nhà khách của ma, nó cũng gần giống như là nghĩa địa đó các bạn à, nhưng mà nghĩa địa là nơi chôn cất những cái người mà có gia đình, còn toàn trang là nơi chôn cất những cái người mà họ không có gia đình, họ là những cái người mà họ chết bờ chết bụi à, thì họ không có nơi nương náu, không có nơi để về, họ cũng không có tiền để mà họ mua đất để họ chôn. À, thời đó tức tức đã là tức vàng rồi nha các bạn, mặc dù là đất rộng người thưa nhưng mà tức tức là tức vàng đó. Thì những người đó là những người nào? Là những người mà họ không có gia đình, họ bị tâm thần, họ bị xin ăn ở ngoài đường, những người đi khất thực và những người không có nơi trốn ở, mà một khi họ mất mà mình không biết họ là ai, họ ở đâu, thì là cái người chủ đời đầu của nhà này á, là ông dành ra cái cuộc đời của ổng để ổng cho những người đó nương náu. À, thì bà con chỉ cần hùng cái tiền lại để đi hỏa thiêu cái người đó, lấy cái tro cốt để ở trên tầng 1 của cái nhà đó, thì dần dần để quá nhiều à, để quá nhiều người à, thì cái người chủ á, người ta cũng bị cái vấn đề là âm thịnh dương suy à, cho nên là người ta không thể nào mà người ta sống chung với những cái hồn ma hoài được. Và những hồn ma rất là quậy, vì nó là người chết oan, chết ngoài đường, nó không có người thân, cũng không ai chôn cất à, mà cái người coi cái chỗ này là một cái nghiệp, cũng là một cái nghiệp, là sinh ra là để coi một cái nơi mà được gọi là nhà khách của ma, nó giống như khách sạn của ma vậy đó à, nó là nơi dừng chân của những người chết mà không có được cái địa chỉ để đưa về. Thì cái thời xa xưa đó là những người Hoa họ có cái đó để dành cho những người mà đồng hương người Hoa mà tha phương mà chết, thì họ thiêu, họ chôn ở đó, họ để đó à. Thì sau một thời gian người chủ này á, là cũng lớn tuổi à, thì người ta mới dành dụm, người ta đi nước ngoài người ta sinh sống, tại vì cái nhà không bán được tại vì bán cho bất cứ ai cũng sẽ bị ám, và cái người ở đó sẽ gặp rất nhiều chuyện không may. Thì hai vợ chồng mà làm cái quán toàn trang ăn chay đó, hai vợ chồng này lấy lại cái bản hiệu thời xưa. Chắc có lẽ hai vợ chồng này cũng nhìn thấy chuyện tâm linh trong cái nhà này, cho nên mới lấy lại cái bản hiệu thời xưa làm thành tiệm cơm chay à, tại nghĩ rằng đó, khi mình bán cơm chay là phúc đức, thì một cái dĩa cơm chay bán ra một người ăn là có thêm tức đức, thì cái dương khí nó sẽ tăng và âm khí nó sẽ giảm. Nhưng mà điều này là sai lầm nha các bạn à, có những người khi sinh thời người ta vẫn ăn chay, nhưng chết đi người ta vẫn thành ma. Nhiều khi ăn chay của người ta nhưng mà ngoài đời người ta vẫn gây nhiều lỗi lầm à, có những người người ta ăn chay vì mục đích muốn sống lâu, chứ không phải là vì mục đích từ thiện hay là mục đích là người ta không muốn sát sanh. Có những người ta ăn chay vì người ta muốn sống lâu, sống thọ, nhưng mà người ta gây ra rất nhiều chuyện ai oán trong đường đời đó. Thì hai vợ chồng này nghĩ như vậy, mà bản thân hai vợ chồng này nấu đồ chay, nhưng mà khi đóng cửa lại thì ăn đồ mặn, ăn đồ mặn, cho nên những hồn ma trong này nó bằng mới kích thích à, nó hại hai vợ chồng này chết khi còn rất là trẻ à, và lý do mất thì không ai biết hết, không một người nào đó biết, tại vì nhà không phải là nhà của họ, mà khi họ mất đó thì báo về người thân gia đình thì phải buộc đi mướn nhà tang lễ để mà làm tang lễ cho họ, thì đâu ai biết là những người này là người thân là ai, rồi chết như thế nào, họ đâu có biết. Thì cái nhà nó cứ im lìm như vậy đó. Thì người thầy Pháp này biết thì mới tới gỡ. Gỡ là gỡ cái gì? Gỡ là gỡ trứng yểm cũ đi để trứng yểm mới vào à, để cho những cái linh hồn ở trong đó người ta không ra ngoài người ta quậy à, người ta không ra ngoài người ta quậy được. Chứ còn mà cái chuyện mà để mà bắt hết những người đó thì không thể, tại vì họ là những hồn ma đã lâu năm rồi, cái tuổi đời họ còn hơn cả người thầy Pháp nữa đó. Thì cái bùa đó người ta gọi là bùa chứng thi à, bùa chứng thi. Thì cái bùa này đó khi mà người ta dán lên
ở bên trong thì những cái thi thể hoặc là những cái người đã chết hoặc là hài cốt không bao giờ quậy nữa, không bao giờ quậy nữa, thì chòm sớm ở đây người ta được yên bình. Nhưng mà căn nhà đó đến tận giờ phút này, đến bây giờ, căn nhà đó vẫn không ai ở, mà vẫn không ai dám thuê mướn gì nó. Từ sau khi nó được chứng nghiệm thì chòm sớm đây người ta cũng loan tin để mà những người có ý định mướn nó hay là mua nó, người ta tránh đi. Ở người ta tránh đi, ngay cả người chủ của nhà người ta cũng bỏ, người ta không dám quay về ở, người ta cũng không làm của cải để mà chia cho con cháu mấy bạn. Đó, thì đây là một trong những cái câu chuyện mà cái người thầy pháp đó kể cho bác nghe về một cái căn nhà mà nó mang tên là Toàn Trang. Cho nên sau này khi bạn đi đâu qua Trung Quốc hoặc là đi đâu mà gặp cộng đồng người Hoa và bạn thấy căn nhà nó có hiện tượng hoặc là căn nhà nó có chữ Toàn Trang thì nên cân nhắc trước khi bước vô nha. Những căn nhà nào mà đã từng có cái chữ đó á, mà người ta đồn thổi, không phải chữ Toàn Trang nào cũng sẽ có, nhưng mà trong cái văn ngôn của người Hoa ở trong cái cộng đồng cũng như là trong cái đời sống người Trung Quốc á, cái chữ đó ngày xưa nó có nghĩa là cái nhà khách cho người chết, cho nên là buộc phải cẩn thận đó. Không hề đơn giản đâu các bạn. Cuộc sống có những cái mà mình không nghĩ tới nhưng mà nó lại có sự thật đó ha. Thì hôm nay sức khỏe tự bạn cũng thấy đó, tự Đức muốn kể cho bạn nghe câu chuyện ghê gớm hơn, dài hơn, mà cái cổ họng tự đang khan, nhiều khi kể mà nó muốn mất tiếng luôn, mà vẫn cố gắng kể để bạn có câu chuyện nghe ngày hôm nay. Thì những ai thích câu chuyện này thì nhớ bình luận cho Tân và nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.